các đội bóng Đông Nam Á, trong đó U23 Việt Nam đang tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2024. U23 Việt Nam nằm trong bảng C cùng với đội Yemen, Singapore và Guam. Đội bóng của huấn luyện viên Philippe Chusier đã có chiến thắng 6-0 trong trận ra quân gặp Guam tối 6 tháng 9. Huấn luyện viên Chusier đặt mục tiêu đội mình phải giành quyền tham dự Olympic năm 2024, được tổ chức tại Paris, Pháp. Theo điều lệ giải U23 châu Á 2024, 11 đội dẫn đầu 11 bảng đấu vòng loại, cùng 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ tham dự vòng chung kết cùng chủ nhà Qatar. Vòng chung kết giải U23 châu Á diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2024 và cũng mang tính chất vòng loại Olympic Paris 2024. Ba đội có thứ hạng cao nhất giải U23 châu Á sẽ giành vé đi thẳng đến Thế vận hội, trong khi đội xếp thứ tư sẽ đá trận play-off liên lục địa với Guinea để tranh vé tham dự. Trang Bokit FC của Malaysia đã dẫn lời huấn luyện viên Philippe Chusier: "Tôi đã chuẩn bị kỹ cho giải U23 châu Á và sau đó là Olympic. Các cầu thủ của tôi ngoài việc thi đấu cho đội tuyển U23, sẽ phải cạnh tranh suất tham dự đội tuyển quốc gia." U23 Việt Nam, dù là đội bóng số 1 Đông Nam Á, nhưng khi đến với sân chơi châu lục, nhiệm vụ của tôi là giúp các cầu thủ tiến xa hơn nữa, đến với trình độ châu Á và thế giới. Tôi muốn các cầu thủ thể hiện hết khả năng của từng người, để trước mắt giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á.